kiếm bên sau kim, thông thái và xinh đẹp. Learn from your mistakes. No cure for fools. Hesitation is death. Grounded! As you wish.
mới chia tay người yêu hiện tại được mấy tháng thì người yêu cũ cũ, người yêu trước nữa nhắn tin hỏi thăm, nói chuyện, bảo là nhớ nên hỏi thăm như những người bạn. Đại ý là không có ý quay lại, mà chỉ hỏi han như những người bạn, mà vẫn nói chuyện bình thường, có thỉnh thoảng gặp gỡ, nhưng vẫn không hiểu được ý định của người yêu cũ cũ ở đây là gì. Em cũng 25 tuổi rồi nên không muốn mất thời gian. Là một người đàn ông, bạn đừng nóng vội, đừng xúc động. Bạn chỉ cần nhắn lại một câu rất nhẹ nhàng, tử tế thôi. Lộn cái bàn! Ok, mày đừng có thả thính bố. Ok, năm nay bố 25 tuổi rồi. Bố không phải là thằng con nít, đúng không? Từ cái lúc chia tay mày xong, bố có người yêu mới rồi. Mặc dù bây giờ chia tay dù sao tao cũng có người yêu mới rồi. Ngon hơn nhiều. Tôi nói mày biết, ngực là cứ phải nói khúc nào ra khúc đấy. Mẩy và không phải xe. Quên cái kiểu nhớ để hỏi thăm đại đoạn đi. Bố không nhớ mày nữa. Nói thẳng ra nếu mà nói mày nhớ nhá, bố còn nhớ mày hơn cả nhớ người yêu bố mới chia tay nhá. Mày lại bảo mày nhớ để hỏi thăm, nhưng bố phải gần lòng, hiểu không? Ừ, thôi anh xin lỗi, anh không có ý nói to như thế. Anh ý anh là anh cũng nhớ em nhiều lắm, nhưng anh phải cố gắng kiềm chế bản cảm xúc của mình, muốn giữ cho mối tình cảm của chúng ta nó bình thường, được vẫn được thấy em, được gần gũi và chia sẻ với em. Thì anh cũng nhớ em nhiều lắm, nhưng mà nói là bạn thì cũng hơi khó em nhỉ, nên là lộn cái bàn nha, lộn cái bàn, nhớ nhớ con nha. Một câu hỏi mình nợ hôm nọ đó chính là của bạn Trịnh Mỹ Linh. Anh ơi, người yêu em đi du học, bảo là sang nhà một bạn gái quen ngủ một tuần và thề với em là welcome to Summoner's Rift. Seconds until minions spawn. A summoner has reconnected. A summoner has reconnected. Minions have spawned. Come on.
a master. Ha!
Blue team has slain the dragon. Team's turret has been destroyed. Team's turret has been destroyed.
Blue team has slain. Thank you.